lại mặt như ông còn đẹp. Ráp nồi cho Asilo 135 tại tiệm xe Khánh. Xe này bị tuột nồi, khuyết nồi luôn nha nè. Chạy yếu hao xăng ha. Sư phụ đang ráp nha nè. Anh em nào chạy Asilo bị tuột nồi hao xăng cứ qua tiệm xe Khánh ha. Tới địa chỉ 462-15, đường 3 tháng 2, phường 2, quận 10. Hai đồ với chị. Thời gian làm nồi khoảng nửa tiếng là xong nha nè. Xong gì? Khánh nhận làm nồi, làm máy, nó gấp máy cho nè. Lên full 125, 135, 150, 175 nha nè. Qua tiệm sư phụ đáp là anh em yên tâm ha. Chạy suốt rồi. Chạy đâu chạy xuống? Xe này để chở hàng nha nè. Chạy rất là nhiều ha. Ráp hả? Chạy câu việc nữa ha. Làm rồi này anh em bao bền cho nè ha. Bền mạnh bóc tiết kiệm xăng. Ở xa thì muốn mua hàng thì liên hệ Khánh nè. Khánh có nguyên bán nguyên bộ hồ cho anh em. Số điện thoại Khánh 038 9910 535. Đây, chào tất cả anh em.